chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Vui Cùng Oppo. Thì ngày hôm nay kênh Vui Cùng Oppo nhận cũng khá là nhiều phản hồi từ các bạn đã sử dụng sản phẩm Realme 6, 6i và C3 đang bị tình trạng là để qua đêm tối màn hình, sáng lại không mở nguồn lên được, thì cũng không biết cách nào để xử lý. Thì ngày hôm nay kênh Vui Cùng Oppo sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khắc phục tại nhà, thì các bước đó làm như thế nào thì xin mời các bạn hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Vui Combo thì cũng vừa tiếp nhận được cái tình trạng sập tối màn hình để vô đêm các bạn trên dòng Realme C3. Thì bấm nguồn cũng không có phản ứng như này. Chậm lên thì nó chỉ rung nhẹ thôi, không có mở nguồn lên được. Đấy. Đó, hạt kim sạc cũng không có tín hiệu gì hết. Thì những cái trường hợp này thường thì các bạn sẽ mang đến trung tâm bảo hành nhờ kỹ thuật viên hỗ trợ, và bên họ sẽ xử lý rất là nhanh. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để mở nguồn lên được và có những cách nào. Thì sẽ có hai cách để chúng ta thao tác các bạn. Thứ nhất á, các bạn sẽ bấm cùng lúc nguồn và giảm âm lượng. Đấy, chúng ta sẽ dùng cùng thao tác nha các bạn. Nguồn và giảm âm lượng. Nhấn và giữ nha. Đấy, cho máy khi rung lên chúng ta sẽ bỏ tay ra. Chờ máy lên ha các bạn. Máy sẽ vào chế độ Recover Mode nè. Ok, máy vào chế độ này là sẽ vào chế độ Recovery nha các bạn. Thì Vui Combo cũng sẽ hướng dẫn bạn để cách thoát Recovery luôn. Thứ nhất, chúng ta sẽ dùng phím nguồn để chọn, đó là vào Inlet. Đấy, chúng ta sẽ chọn vào Report ha các bạn. Ok, chúng ta sẽ chọn phần OK. Và tiếp tục bấm phím nguồn, cho máy sẽ tự động khởi động lại ha các bạn. Đấy, thế là máy đã khởi động lại được bình thường và chúng ta sẽ sử dụng được bình thường các bạn. Và cách thứ hai thì Vui Cùng Oppo cũng sẽ hướng, khi mà các bạn sử dụng cách thứ nhất không được á, thì chúng ta sẽ bắt đầu tới cách thứ hai ha các bạn. Ok, để máy lên chúng ta sẽ tắt nguồn đi, rồi chúng ta sẽ sử dụng cách thứ hai. Nhấn vào giữ phím nguồn cho máy tắt nguồn đi ha các bạn. Ok, chúng ta sẽ tắt nguồn. Cái thứ nhất các bạn bấm nguồn và giảm âm lượng rồi đúng không ạ? Nhưng mà không lên thì chúng ta sẽ bước tới thứ hai là bạn bấm cùng lúc 3 phím nguồn, tăng và giảm âm lượng. Bấm nhấn nguồn, giảm và tăng lượng giữ trong vòng 15 giây các bạn, cho đến khi máy hiện lên cái logo thì chúng ta sẽ thả tay ra. Nguồn, đặt, tăng và giảm âm lượng. Đến khi 15 giây thì chúng ta sẽ thả tay ra ha các bạn. Đấy, trước khi mà lên logo Realme á, rồi các bạn sẽ buông tay ra. Đấy, thì máy sẽ tự động lên nguồn. Thì thường là tình trạng này là nó đang bị lỗi phiên lỗi những cái xung đột trên ứng dụng các bạn. Okay, khi máy lên chúng ta sẽ xem bên trong máy những cái ứng dụng nào ha. Đấy, máy cũng cài tương đối là khá là ít ứng dụng, nhưng mà trong những cái ứng dụng này nó sẽ có một cái xung đột với hệ thống, nó sẽ dẫn đến tình trạng chúng ta để qua đêm. Các bạn bằng sử dụng á, để qua đêm sáng tỉnh sáng ngủ dậy mở nguồn lên không sử dụng được, cũng phải chạy mang tới cái trung tâm bảo hành để nhờ kỹ thuật viên hỗ trợ, và lên cái trung tâm bảo hành thì thao tác rất là nhanh. Thì Vui Combo sẽ hướng dẫn cho bạn để khắc phục tại nhà, cũng khá là đơn giản đúng không các bạn. Thì đặc biệt là những dòng Realme C3 các bạn đang ở những phiên bản A33 thì chúng ta khoan hãy cập nhật đi, để mà cho nó ổn định hơn. Thì các bạn khoan hãy cập nhật, chúng ta sẽ chờ bạn ổn định hơn để tắt được cập nhật, các bạn sẽ vào cài đặt, các bạn sẽ tìm tới cập nhật phần mềm, các bạn sẽ vào phiên bản cài đặt các bạn. Các bạn sẽ tự động cập nhật qua đêm. Đấy, thì máy nó sẽ không cập nhật cho mình ha. Ok, chúng ta sẽ tắt đi và chờ những cái bản fix từ hệ thống Oppo ha các bạn. Và chúng ta bắt đầu sẽ test máy, test sơ qua xem nó có bị lỗi những tính năng nào hay không. Kết nối Wi-Fi. Máy khởi động lên bình thường, sử dụng bình thường.
trong quá trình chúng ta sử dụng các bạn thì có hay bị lỗi, các bạn hãy vào kênh, một kênh YouTube các bạn sẽ tìm đến Vui Cùng Oppo. Các bạn sẽ gõ từ Vui Cùng Oppo. Đấy, các bạn sẽ vào kênh. Đấy, đây là những cái mà Vui Cùng Oppo đã cập nhật, những phiên bản này như là fix lỗi những ứng dụng chúng ta đang trong quá trình sử dụng. Hoặc là các bạn có thể vào một clip bất kỳ ở dưới cái phần mô tả, các bạn sẽ kéo xuống thành mũi tên này, phần mô tả. Đấy. Ở trên này sẽ có một cái đường link về Zalo, thì các bạn có thể truy cập vào đường link Zalo này, thì lúc đó các bạn sẽ có thể hỏi về những vấn đề mà chúng ta đang bị thắc mắc trong quá trình chúng ta sử dụng, hoặc là các bạn có thể để comment về bên dưới, thì Vui Cùng Oppo cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khắc phục để chúng ta không phải mất nhiều thời gian lên các trung tâm bảo hành. Và bên cạnh đó thì kênh Vui Cùng Oppo cũng có những giới thiệu cho các bạn về những cái tiện ích trong quá trình chúng ta sử dụng, mà đôi khi chúng ta không có biết tiện ích đó là sử dụng như thế nào, thì chúng ta sẽ vào video đó các bạn. Đấy, này sẽ có rất là nhiều cái tiện ích, và cũng như là không tiện ích như là không gian trò chơi này, rồi ứng dụng màn hình này, test lo này các bạn, và cách xác minh sao xác minh Gmail, hoặc cách khắc phục anomalies, rất là nhiều cái ứng dụng rất là hay. Thì các bạn cảm thấy hay hãy cho Vui Cùng Oppo một like và share, để Vui Cùng Oppo sẽ cập nhật liên tục cho các bạn về những cái trải nghiệm thú vị. Xin chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.